Cô mau. Có ai tìm tôi không? Lúc nãy có sách giấy tờ nhờ cô ký. Vậy à? Có nhiêu đây thôi phải không? Ừ, cảm ơn cô. Cô mau đi ăn cơm về hả? Vậy? Ủa anh Lạc đâu? Chưa tới à? Này làm ơn tránh ra, tránh đây. Ủa anh về hồi nào vậy? Sao lúc nãy tôi không thấy anh? Dĩ nhiên cô không thấy tôi trông thấy cô về mà. Tôi đã nhận mấy cú điện thoại giùm cô. Mấy tên nó không tố ngày. Đừng gọi tới công ty hoài nữa. Anh tới đây. Đây là cái gì? Làm tôi gom đống hồ sơ này á, để tìm tài liệu cũng dễ hơn mà. Bởi mới nói nhiều khi lá thư cảnh cáo cũng hữu dụng lắm. Thật ra tôi cảm thấy mình đã thật sự lãng phí rất nhiều tuổi xuân cô Mao à. Từ nay cô nhận cô chỉ vậy. Con người tôi chỉ biết nhìn thái độ làm việc chứ không nhìn cách làm bề ngoài đâu. Lát nữa tôi sẽ ghi lại câu này, tôi sẽ nhớ mà. Dạ đúng. Tôi ghi giùm anh. Yes, dễ sao dễ bảo, tốt lắm. Đối phó với phụ nữ con cũng có vài chiêu chứ. Trời ơi đói quá trời à. Ủa anh Thiên, hôm sáng hồi sao làm gì vậy? Rê mà, ở đây còn miếng bánh xe huyết nè, anh ăn không? Đưa coi. Là bánh thịt trứng đó nha, ngon lắm. Trời ơi, sướng quá. Trời ơi, hai cục xúc xích lận, trời ơi, lại còn miếng thịt dày hơn 5 phân nữa. Bộ làm gì vậy? Chủ của tiệm nước Tân Ký khen tôi đẹp đó, nên tặng riêng cho tôi. Cùng lắm mai mốt tôi sẽ mua thêm cho anh 1 phần. Bởi mới nói, con gái mấy cô đúng là đời này mấy ai tốt ha. Được người ta khen cô đẹp, bỏ thêm 1 miếng xúc xích, cô đã mừng như vậy rồi. Mai mốt bị người ta choàng vai sờ tay cô cũng chịu hay sao? Trời ơi, nếu hắn mang bỏ quà tới đây cô sẽ mừng quýnh lên. Ồ đúng là có người tặng quà. Cảm ơn. Màu đỏ người này là ai vậy? Rẻ mạt quá đi, ủng hộ 1-2 lần đã tặng loại hoa này. No. Đây là hoa hồng Hà Lan đó, mấy chục đồng 1 cặp đó, mắc lắm. Thật ra thì tôi cũng có quen nhiều luật sư bác sĩ lắm. Vậy sao không được phải. Loại hoa này chỉ có nhà hàng dùng để trang trí thôi. Nếu tôi là cô tôi sẽ bỏ liền. Đem Trời bỏ ơi. Hả? Chứng tỏ cô không rẻ mạt như hắn, dễ dụ như vậy. Đem bỏ đi, mùi gì mà nồng quá, lẹ lên. Bó hoa này tặng cho cô mà. Cô Mau tặng cho cô. Vậy à? Có phải không đem bỏ không? Đương nhiên là không rồi. Cô nên nhìn kỹ mặt tôi đi. Tôi thông minh như vậy đâu phải dễ bị dụ thí tình à. Hoa của tôi đó. Phải rồi. Anh cần em giúp đỡ. Chào cô Mau. Chà, bó hoa đẹp quá à. Vậy đó. Sao hả? Tôi có chút việc muốn nhờ cô giúp đỡ vậy thôi hả? Cứ nói. Tối qua đó cô Mau, thiệt tình tôi có đi gặp cô Lan. Nè, lá thư cảnh cáo đó là của CK gửi cho anh. Tôi không thể thay ảnh rút lại. Tôi hiểu. Nhưng mà chi phí tối qua không biết có thể xin lại. Anh nói cái gì? Tôi cũng biết là không được, luôn tiện tôi hỏi vậy thôi. Nhưng mà thật tình tối qua tôi có gặp cô Lan. Bà nói cho tôi biết, bà nói ông Dương có sàm sỡ bả trong toilet. Nhìn mặt bả hoàn toàn không có vẻ như nói dối. Tôi nghĩ không biết cô có nên suy nghĩ kỹ lại. Anh yên tâm đi. Lâu nay tôi làm việc công tư lương phân minh. Lát nữa ông Dương sẽ tới đây. Tôi sẽ hỏi ảnh đúng 3 câu. Nếu như 1 trong 3 câu ảnh nói yes 1 câu, tôi sẽ lập tức không nhận cãi vụ này. Anh yên tâm. Ông Dương, bên này mời ông. Cảm ơn. Xin lỗi nha, tôi đến trễ. Không sao. Hoa hồng đẹp lắm. Cô thích à? Được rồi, hết mình. Bây giờ tôi sẽ hỏi anh 3 câu. Anh chỉ cần trả lời đúng hay không là được rồi. Không thành vấn đề. Ok. Nếu anh bước vào khu rừng, trông thấy một quan tài bằng kính, trong đó có một bà phù thủy, anh có bước tới hôn bả hay không? Rất có thể bà phù thủy đó là công chúa Bạch Tuyết. Anh chỉ trả lời có hay không thôi. Có. Thôi, bãi học. Khoan đã. Off. Nè, câu thứ 2 nha. Nếu anh là một người chăn cừu, có một con sói lẫn vào bầy cừu của anh có la lớn 1 tiếng, anh nghĩ con sói đó có cắn bầy cừu của anh hay không? Có. Ok. Câu thứ 3. Nếu anh là Tôn Ngộ Không, anh nghĩ anh có dám bước tới bứt tóc của Dương Mẫu Nương Nương không? Dĩ nhiên là có rồi. Bãi họp. Nè ông Dương, sau khi ông trả lời mấy câu hỏi này, tụi tôi đã thấy ông đã che giấu nhiều chuyện. Công ty tụi tôi khó mà hợp tác với ông, cho nên... Ra đây đi. Xin lỗi nha, xin lỗi, qua đây. Một câu có đã là có vấn đề rồi. Phải, Một câu có tức là có vấn đề. Nhưng lúc nãy anh cũng nghe rồi đó, anh đã trả lời 3 câu đều là có hết. Vậy thì rất có vấn đề. Không phải. Thì ra bài trắc nghiệm tâm lý có vấn đề. Vậy bài trắc nghiệm tâm lý có vấn phải. Đề gì? Đây là một vấn đề rất là phức tạp. Tôi không thể giải thích cho anh hiểu được. Nhưng mà chứng tỏ Hedman không có vấn đề, cho nên tôi sẽ nhận vụ này. Không phải cô chứ, cô ngồi hỏi nãy giờ tức là coi như cô chưa hỏi cái gì hết hả? Không phải, tức là chứng tỏ ông Dương không có vấn đề, tôi cũng không. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục hỏi thì anh có vấn đề đó, ok? Cô nghĩ kỹ lại đi, cô có vấn đề hay không? Tiểu Tuệ à? Hả? Không có gì chứ? Không, tôi sẽ nhận vụ án này, anh yên tâm đi. Vậy trông cậy vào cô. Ừ. Tôi cũng biết là cô cực lắm, trợ lý không thể giúp cô. Thì đó, nhưng mà tôi đã quen rồi. Hay làm gì đi, tôi có thể mời cô đi ăn cơm rồi mình nói tiếp. Cũng được, nhưng mà hôm nay tôi có nhiều việc phải làm hơi trễ. Không sao, tôi chờ cô. Cho hỏi toilet ở đâu? Ra ngoài quẹo trái rồi quẹo phải, coi chừng té nghe em Dương. Vậy thôi được, tôi tới đón cô. Chờ tôi nghe. Bye bye. Bye bye. Không có gì. Mọi người thì không có gì. Làm gì đó? Sao mặt mày của anh bí xị vậy? Không phải mặt mày tôi bí xị, bây giờ mặt tôi hiện rõ sự nghi ngờ trí tuệ. Nè, cô có son không? Càng đỏ càng tốt, có không? Đủ chưa? Anh muốn gì đây? Thoa son thôi mà. Anh muốn ám chỉ cái gì? Ông nghĩ là cái gì thì là cái đó. Không đi. Cảm ơn. Anh mới làm cái gì vậy? Mùi ghê quá. Người ta mới mua đó. Có hay không? Xém chút tôi đã nhờ nó phá án. Thôi được, lễ phục sinh tôi tặng cây khác cho cô. Cái này tôi giữ lại. Sao lại đợi lễ phục sinh mới tặng cho tôi? Sao hả? Bộ cô nóng lòng lắm sao? Nè, lúc nãy cô mau đã hối hả tìm anh, kêu anh là chuẩn bị mọi thứ ngày mai ra tòa. Trời ơi, tiêu rồi, lần này tiêu rồi. Cô Mau. Cô Mau, xin lỗi, tôi bởi vì không biết có phải trưa nay có ăn nhậm gì không. Tôi đi toilet đi mãi cũng không biết tại sao. Trời ơi, xài hết giấy xúc. Vậy thì sao chứ, bây giờ anh không có gì chứ? Hả? Không có gì. Không có gì à? Cô ra ngoài à? Phải đó. Phải, cô đã có hẹn hả? Thì đó. Nè, nhưng mà hẹn với bạn bè tới xích rượu ăn cơm. Anh biết đó, giờ tan sở đông xe lắm cho nên phải đi sớm một chút. Chà, bữa trưa vẫn chưa kịp tiêu đang bữa tối rồi. Lãng mạn vậy sao? Chà, ăn cơm mà cũng cầm thẻ bó hoa. Coi bộ bó hoa này cũng được quá. Được thiệt. Thôi tôi đi nha. Dạ. Những thứ ngày mai ra tòa đó. Làm Tố. Đi chơi vui vẻ nha. Bye, bye. Chà, cô thấy không, hoa thật sự có thể làm ảnh hưởng tình trạng hormone của một người. Nhưng mà cô đã quen rồi. Cô. Hả? Cô. Anh sao vậy? Cô, anh sao... cô đừng có đưa cơ. Anh bị cảm. Đừng có tắt cơ. Tôi bị dị ứng quá. Cô đừng có ôm bó hoa nữa. Không phải tặng bó hoa này sao? Tôi đâu có tặng hoa cho cô. Cô đừng có trẻ con đến nỗi nghĩ tôi sẽ tặng hoa cho cô. Cô tưởng là cô đang coi đậu nhau mông. Nhưng mà rõ ràng ở đây có tấm thiệp ghi là một người cần sự giúp đỡ của em mà. Bây giờ tôi đang cần cô giúp đỡ. Cô làm ơn xuống xe giùm đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Vậy ai tặng cho mình bó hoa này đi? Thì ra anh tặng bó hoa đó hả? Con cũng rành mà lắm. Có được hay không? Cao nữa kìa, tôi cao kìa. Hoa hồng lớn như vậy á, đang nằm mơ tôi cũng cười tươi thành tiếng. Anh James à, sáng sớm mai tôi sẽ đến chợ hoa chọn bó Cleon tuyệt đẹp cho anh. Nhưng mà anh đừng nghĩ được nhận hoa thì giỏi lắm nghe. Nhận hoa phải có trình độ. Thiệt tình nhận hoa chỉ làm người thừa hưởng và người bị hại. Này cũng như người thừa hưởng như tôi là sáng nay cô Apple đã nhận bó hoa mà. Lúc đó có người nói với Apple, ấy chà, đây là thứ tồi tệ, mấy thứ này lừa cô đem bỏ đi đó. Nhưng mà sau đó khi người này biết được bó hoa đó tặng cho mình á, mọi người biết không, cổ ôm bó hoa của tôi mà, đâu phải của người ta đâu, hoa này đẹp lắm đó. Đó là sự khác biệt của người thừa hưởng và người bị hại. Khác biệt chủ yếu là sự bất bình thường của học môn. Không có chết thì câm miệng lại đi. Anh đã tặng bó hoa này cho tôi, tự nhiên tại sao lại tặng bó hoa cho tôi chứ? Lại còn tặng bó hoa rẻ mạt cho tôi nữa. Chẳng những làm cho tôi mất mặt còn là bó hoa mất giá nữa. Có thể đối với anh nó rất mắc, nhưng mà đây gọi là very taste. Anh biết không, anh muốn cái gì? Nè, ngày mai mình sẽ ra tòa. Tối nay phải làm đêm. Tôi làm tới chuyện nào anh phải làm tới chuyện đó. Tôi về rồi anh cũng không được về. Nè Anh là người bị hại hay cổ là người bị hại? Nén lại. Tôi bỏ đi. Nghiêm. Nè cô Lan, cô nói hôm xảy ra vụ án, thân chủ của tôi đã đứng đằng sau ôm cô ở ngân hàng mà cô làm việc trong khi cô đang rửa toilet nam. Chẳng những vậy, ổng còn hôn tôi nữa, hôn lên cổ của tôi. Ổng cố tình mà. Tức là cưỡng hôn cô rồi phải không? Phải. Ổng ôm tôi, một hai đòi ôm tôi. Cô có đưa ra điều kiện gì trao đổi với ổng không? Kiện ổng thí dụ như là tiền bạc gì đó? Đâu có, tôi cần gì phải xin tiền ổng. Nhưng chúng tôi có một bản cách đây 3 tháng. Bị cáo đã chuyển 30.000 từ tài khoản ngân hàng của mình qua tài khoản ngân hàng của cô, có đúng không? Số tiền đó tôi đã mượn của ổng, tôi có trả mà. Phải, nhưng cô trả chưa đầy 1/3. Hơn nữa nợ cũ chưa xong, cô lại muốn mượn nợ mới phải không? Nè, 3 tháng trước cô đã mượn 30.000, chia làm 10 tháng để trả, mỗi tháng là trên 3.000. Có điều như vậy cô chỉ mới trả có 2 tháng. Bởi vì lúc đó cháu của tôi nó vô đại học. Vừa vô đại học thì con tôi nó vô bệnh viện. Tôi làm gì còn tiền. Nếu có tiền tôi đã trả hết cho ổng rồi. Chính vì ổng ỷ cho tôi mượn tiền nên sàm sỡ với tôi. Tưởng đâu tôi không dám lên tiếng. Ổng cho cô mượn 30.000. Trước khi xảy ra sự việc, cô lại xin thân chủ của tôi cho mượn thêm 50.000 nữa. Thân chủ của tôi không cho mượn, cho nên cô đã căm hận ổng, tìm cách vu cáo ổng, có phải không? Đã nói là hôm đó con tôi nó vô bệnh viện. Sao tôi nói mãi mà cũng không hiểu vậy. Tôi không có nói dối, không có đổ oan cho ổng. Hôm đó ổng đang ghét lắm, ổng chạy đến chỗ của tôi làm như điên vậy á, một hai đòi ôm tôi. Trời ơi kỳ quá. Cô Lan à, năm nay cô bao nhiêu tuổi? 64 tuổi. Nói một cách chính xác phải nói là 64 tuổi lẻ 8 tháng. Mọi người đã thấy rồi đó, người đàn bà 60 mấy tuổi, già đến da mặt nhăn nheo. Nhưng mà thân chủ của tôi, mọi người xem đi, tướng mạo lịch sự, cao to đẹp trai, hơn nữa lại có nghề nghiệp đàng hoàng. Chà, những người muốn hôn ổng bao vây cả 3 vòng tròn, tôi muốn xin số cũng xin không được. Không phải, xin lỗi nha, thưa quý tòa. Ý của tôi muốn nói tức là với một người học thức như tôi cũng không ngại kết thân với thân chủ của tôi. Bởi vì ổng thật sự khác hẳn mọi người, có chức vị cao cấp. Ổng có cần chọn cô làm mục tiêu sàm sỡ hay không? Còn một điểm nữa, tuy ban ngày cô làm việc ở ngân hàng, nhưng mà ban đêm cô làm việc ở những nơi thiếu đạo đức. Tôi vô cùng nghi ngờ nhân cách của cô. Nhưng tôi không loại trừ chuyện cô làm tiền thân chủ của tôi. Hơn nữa mọi người cũng thấy rồi đó, cô Lan miệng mồm lanh lẹ. Nếu thật sự có kẻ muốn xúc phạm cổ, muốn sàm sỡ cổ, cô có chống lại hay không? Với những lý do vừa nêu, thưa quý tòa, tôi tin tưởng thân chủ của tôi đã bị oan. Nè, anh cầm sách này về công ty ký đi, lát nữa tôi mới về. Anh nghe rồi chứ? Nè, nghe chưa? Tiểu Tuệ à, lần này cảm ơn cô. Cũng nhờ cô mới trả đương sự trong sạch cho tôi. Công lý tùy thuộc lòng người. Anh làm ơn off đi. Nè, ông đứng lại. Ông là tên khốn mà hả? Ông đổ oan cho tôi hả? Ông thất đức lắm. Ông là một tên biến thái mà. Nè, bà đừng có la nữa, quan tòa đã xử rồi. Nếu bà còn la nữa tôi sẽ thưa bà tôi coi thường pháp luật. Cô Lan không dám coi thường luật pháp đâu. Nè, tôi đi với cô. Trời ơi, thất đức quá mà. Chuyện lần trước xin lỗi nha. Định mời cô ăn cơm, rốt cuộc lại không thành. Hay là tối nay tôi mời cô đi, được không? Coi như cảm ơn cô. Cũng được. Không ngờ cô Mau cả nhiệm vụ sóng gió này cũng có tài lắm. Phải đó, ban đầu tôi cũng sợ cổ sẽ thua. Trời ơi, tôi định tới đó hậu thuẫn cổ đó, ai về không cần tới phụ luôn. Hậu thuẫn thì không giống, anh giống người bị hại. Người bị hại hả? Bây giờ người bị hại thật sự thê thảm lắm. Mấy chục tuổi, già rồi cũng không được yên. Quan tòa đã tuyên án rồi, anh còn bên vực bà lão đó làm gì? Nè, nãy giờ còn bàn vụ của cô Mau sao? Nói gì nói chứ thì tình cô Mau à, cũng giỏi lắm hả? CK à, lần này anh phải mời tụi tôi uống ly trà chiều chứ. À, đúng rồi, hay lắm, hay lắm. Trà đúng là chiều thôi mà, chuyện nhỏ thôi, cứ vậy đi. À phải rồi, cô Mau đâu rồi? Cổ vừa về tới đã rút vô phòng rồi, còn căn dặn nhiều lần là kêu chúng ta đừng có làm phiền cổ nữa. Hả? Mau Tiểu Tuệ à, Mau Tiểu Tuệ, mày vẫn còn đẹp. Nè, tối nay không được bỏ lỡ, là cơ hội để mày trúng giải độc đó. Cho nên mọi thứ cũng phải giữ như bằng. Đẹp lắm, cũng như ở đây vậy nè, thấy bao quát hết. Rồi chúng ta sẽ... tặng cho cô. Sao anh nói bị dị ứng hoa mà? Đúng ra thì có, tôi biết cô rất thích hoa, cho nên nhờ bác sĩ chữa bệnh giùm tôi. Anh làm gì vậy? Là son chống khô. Có phải anh thoa lộn son không? Đâu có, màu này rất hợp với tôi. Cô không thích à? Thì ra tối nay cũng lạnh quá ha. Vậy à, lạnh lắm hả? Đúng đâu rồi. Có lạnh, lạnh quá. Lạnh hả? Lạnh hả, không cần đâu, không cần. Đỡ chưa? Hả? Tụi em, nè, cổ của cô đẹp lắm. Đừng mà, không phải đâu trời, cô Tự Dơi. Đừng mà, không phải đâu trời, cô Tự Dơi, cô tôi. Anh Lạc, được. Cô đừng nói nữa. Tên biến thái này lúc ở tòa tôi đã trông thấy anh cứ lo tô son tô đến hết trơn cây son, tôi đâu biết anh thuộc dạng gì rồi. Quả nhiên bị tôi đoán trúng. Anh đến nhiều để làm gì chứ? Báo cảnh sát bắt hắn đi. Nè, chạy hả? Chạy nè. Chạy hả? Nè. Đây nó trả thù mình. Đừng có mạnh tay quá mà. Trả thù cho cô Lan nè. Chết nè. Lúc trước tao chơi bóng rổ này, còn bây giờ là giải không thủ đạo đó. Anh sao rồi? Nè, anh tới đây mà cũng cố không được, tao cũng vô ích thôi. Mới có một hiệp thôi mà. Thông thường tao đánh 15 phút một hiệp, cùng lắm tao đánh tiếp hiệp thứ hai. Cảnh sát! Ôi trời, cảnh sát đâu? Trời, kêu cảnh sát! Kêu cảnh sát đây! Trời ơi, này! Ê! Tao nói cho mày biết đây nè! Cứu tôi! Cứu tôi! Tôi không biết bơi! Cứu tôi! Trời chưa kịp tối, tôi đã triển khai theo dõi. Ám hiệu là theo dõi. Theo dõi. Đúng vậy, tôi thấy họ đang ngồi ăn trong nhà hàng nên đứng rình ở ngoài. Họ ăn xong thì đi hóng gió. Tôi cũng đón taxi theo dõi họ. Nhưng mà tên taxi đó chưa được huấn luyện đặc biệt, theo hồi mất dấu vết luôn rồi. Thế là tôi dùng giác quan thứ 6 cảm nhận. Tôi liền nghĩ không cần thiết, cứ việc chạy thẳng. Quả nhiên tôi gặp lại bọn họ rồi. Bởi vì thực tế đó là một đường thẳng. Tôi đã theo dõi họ tới bờ biển. Họ xuống xe, tôi liền chạy vô lề đường núp lại. Tôi núp rất là lâu, đến khi thình lình nghe cô Mao la. Nè, tôi thì la không giống nghe, đó không phải là âm thanh vừa rồi đâu nha. Lúc đó là âm thanh rất là ghê tởm. Chào cô Mao gì vậy? Vụ của cô và ông Dương đặc sắc thiệt đó nha. Vậy hả? Cô Mao, cô giỏi thiệt đó. Nhưng mà hắn tôi đỏ chói như là huyết heo vậy, cô cũng chịu nổi. Anh không hiểu hả? Cô Mao cố tình chờ hắn hiện ra nguyên hình đó, anh Thiên ha. Biết suy nghĩ. Cô Mao vì muốn thay mặt luật pháp bất chấp liều mạng bằng tính mạng, cô không hổ danh là anh hùng tiểu long nữ Wonder Woman. Không nói quá một chút nào. Cô Mao còn cứu anh Lạc nữa thì đó sự thật là Lạc đánh không lại Hackman. Cô Mao vừa ra tay đã lập tức gì nói nữa. Tôi cũng hiểu mấy chuyện này. Tóm lại bắt đầu từ hôm nay tôi tuyên bố cô Mao là ân nhân cứu mạng của tôi, nếu nói hay hơn là ân công. Cô Mao à, cô đứng là một nữ anh hùng tài ba giỏi lắm. Chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà tôi nghĩ bà không hiểu nha. Đã biết cái tên Hackman nó có vấn đề, sao còn đi cãi giùm nó làm cái gì vậy? Cô Mao biết về mặt luật pháp không thể buộc tội hắn, cho nên trước tiên á thì đành phải giúp hắn trắng án để hắn không đề phòng. Sau đó mới dùng luật pháp trừng trị hắn và dùng vũ lực hợp pháp chế ngự hắn, hạ gục hắn. Cô Mao à, hôm đó cô kể với tôi như vậy, tôi có bỏ sót cái gì không vậy? Không. Hay lắm. Quan trọng nhất là cô Mao muốn trả mối hận dùng cho cô Lan đó. Giành lấy chính nghĩa, dinh dưỡng của nữ giới. Anh vô đi. Hay lắm. Dinh dự chưa giành xong chính nghĩa. Tiếp tục, tôi ủng hộ anh. Ân công bí mật quá, có phải muốn nói với tôi chuyện rất quan trọng không? Cũng không phải bí mật gì, nhưng đối với tôi mà nói cũng quan trọng lắm đó. Nè, dù sao anh cũng là đàn ông phải không? Theo anh thấy tại sao tên Hammond đó muốn sàm sỡ tôi? Tôi cũng không biết nữa, thật ra tôi cũng không thấy toàn bộ sự việc. Sao anh nói anh đã núp sẵn ở bến tàu rồi? Tại núp lâu quá, núp đến ngủ gật luôn. Anh nắm bắt thời gian cũng tốt lắm. Phải, những gì cần thấy tôi sẽ thấy, nếu không cần thấy tôi sẽ ngủ gục. Nếu ngủ gục rồi những gì tôi không trông thấy tôi sẽ không bịa ra. Không biết thái độ làm người như vậy có đúng không? Tốt. Vậy tôi đem đồ ra ngoài giải quyết cho xong. Khoan đã. Tôi hiểu cô Lan đó là người bị hại, có phải không? Tôi cần phải bồi thường cho bà ấy một chút đỉnh, ok? 1.000 đồng, người lớn hết rồi, có phải hơi bị sỉ nhục không? Tiền tòa còn chưa đủ. Danh dự bị bôi nhọ mà. Sĩ diện đòi tự tử. Trinh tiết khó giữ ân công à. Làm gì mà quan trọng dữ vậy? Tôi chỉ muốn giúp cô Lan thôi. Ok, tối nay tôi sẽ mang tới ngọn lửa phun phải không? Được rồi, tôi tự mang đi, được rồi. Mất công lát nữa anh lại đặt sẵn phòng chờ cô Lan nữa. Tôi không có đâu. Không có hả? Mất công 5.000 này cũng không còn, lại phải đến sở cảnh sát bảo lãnh anh. Được rồi, tôi tự đi được rồi, ra ngoài đi. Nè cô em à, thật ra mấy giờ cô Lan mới tới vậy? Tôi đâu có biết. Một ngày bãi chạy xô 10 mấy chỗ, cô ngồi chờ đi. Trời ơi, cô còn nhỏ đừng có bắt chước người ta hút thuốc. Cô có nghe câu nói hút thuốc có hại cho sức khỏe hay không? Cô hai à, tôi hút thuốc mắc mới gì tới cô chứ. Thì đó, lẩm bẩm cứ lải nhải ở đây hoài vậy. Mấy người nói cái gì kỳ vậy? Nè, cảnh sát kiểm tra, đừng nói chuyện nữa. Báo chạy nữa, cảnh sát kiểm tra. Tôi không phải, tôi tới đây tìm người. Vô trong rồi mẹ nói. Đi vô. Nè, có giấy thì mau trình ra hết, đứng bên phải. Không có giấy thì đứng bên trái giùm đi. Sếp madam, tôi tới đây tìm người. Tôi không phải như họ làm gì ở đây, nhầm lẫn rồi. Chị hai à, chúng tôi đã thấy hết rồi. Đưa giấy tờ ra đây. Đương nhiên rồi, y như miếng cút lết vậy á. Phải đó. Cái gì? Nè. Tôi thì cũng hiểu cô đã lớn tuổi rồi mà còn phải tới đây làm, cũng khổ cho cô. Cô đứng qua đây đi. Không phải, cô mang số hiệu gì vậy? Tôi thưa cô đó nha. Nè cô à, làm ơn hợp tác chút đi. Tôi là luật sư. Trời ơi, cô mà là luật sư hả? Chắc tôi là gia hậu luôn rồi. Khỏi đi. Trời ơi, mấy người mất giấy chứng minh ra đi. Vậy sợ cảnh sát rồi nói. Hả? Anh em làm ơn. Nè đi. Tôi làm đi. Tôi lớn rồi mà, tôi có giấy chứng minh đàng hoàng, tôi có khó nổi gì hết trơn. Tôi lớn không bây giờ. Sếp ơi, tôi muốn bảo lãnh với Mai Tiểu Tuệ. Ồ, Mai Tiểu Tuệ hả? Ai là Mai Tiểu Tuệ? Nè, giết hay không? Nói gì tới cô, nói chuyện của cô đi. Nè, tôi có nói sai gì đâu. Anh có ghi lại số hiệu của họ hay không? Tôi sẽ thư họ ra tòa, ngày mai họ sẽ nhận được thư. Anh cười cái gì chứ? Đâu có. Cô định thưa họ cái gì? Làm gì sơ suất, một hai coi tôi là vũ nữ. Chưa hết, họ cứ nói câu cốc lết. Lúc trước tôi có nuôi con chó tên là Cốc Lết. Cốc lết cái gì chứ? Cô thử tưởng tượng khuôn mặt của một người giống như miếng cốt lết, da thịt khô rang, sớ thịt nổi lên hết, còn khuôn mặt không đủ chứa mấy cục xương sỏi lồi hết trơn. Sớ thịt hả? Ê, vào đi. Cô mau, mời ngồi. Sao hả? Tìm tôi à? À phải á. Sao rồi? Tối hôm qua cô ngủ ngon không? Ngày nào tôi cũng ngủ sớm dậy sớm. À, cô ăn sáng chưa? Cô cần pha ly cà phê cho tỉnh táo chút không? CK, anh gọi tôi vô đây đâu phải chỉ mời tôi uống cà phê. Đâu có, tôi muốn coi hôm nay tâm trạng của cô ra sao thôi. Ngày nào tâm trạng của tôi cũng vui vẻ. Tốt. Vậy thì cô hãy xem hợp đồng này giùm tôi đi. Xem kỹ. Chà, sao ngộ quá vậy? Sao tên người mua đã bị xóa hết trơn vậy? Chuyện đó thì cô khoan quan tâm đã. Cô nổi tiếng là vua hợp đồng, cãi khắp các nơi vô địch thiên hạ. Nè, cô coi giùm tôi, hợp đồng này có cãi được không? Sao? Hả? Tôi tuyên bố tử rồi, hết đường cái. Thì coi kỹ lại đi. Khỏi xem nữa. Nè, rõ ràng đây là biệt thự. Chắc chắn người mua là tay mơ vào nghề. Bây giờ đã trở thành con nợ rồi. Có thể hắn chịu đựng không nổi cho nên muốn hủy hợp đồng. Nhưng mà vụ này trình lên tòa cũng không thể giúp được. Hết thuốc chữa thật sao? Phải đó. Nói thật nha CK, tôi cũng thấy mát ruột lắm. Mấy tên cướp cạn này lúc giá nhà lên, ngày nào cũng có tiền vô như nước cười hễ hả. Thị trường thì bị họ nâng lên cao muốn chết. Thôi được, bây giờ ra nông nổi này đáng đời hắn lắm. Đóng không nổi, bản thân chịu không nổi thì đừng có bắt chước người ta. Cho hắn, bỏ cái tật hắn luôn đi. Hết rồi, vậy tiêu rồi. CK, anh làm gì vậy? Không có gì. Thì mất hết trơn rồi. Anh đừng để tôi đoán trúng nha. Người mua đó chính là anh. Là tôi chứ ai vô đó. Đúng ra tôi định nhờ Herman lo cho tôi vay vốn. Ai ngờ hắn thật sự là kẻ háo sắc. Cô mau à, lần này cũng nhờ cô. Liên quan gì đến tôi? Không liên quan. Nếu không tại cô thì Herman đâu có bị cảnh sát bắt. Không tại cô, ảnh đâu có bị ngân hàng đuổi. Nếu không tại cô, khoản vay của tôi đâu bị người ta chặn lại như vậy. Nếu không tại cô, bây giờ căn nhà của tôi đâu cần đóng tiếp 60.000 làm cái gì nữa. 60 mấy ngàn anh đóng nổi mà. Đâu phải, cô không biết hoàn cảnh của văn phòng luật mình. 2.000 mấy mét, bây giờ còn có 500 mét. Buộc phải cưa đôi. Vợ con ở Canada nha, cũng phải nhờ tôi nuôi mà. Cô thiệt cũng kỳ. Bây giờ cô và Herman quen biết qua loa thì thôi đi. Mừng là đến giờ vẫn có người để ý đến cô. Cô còn muốn gì nữa? Tôi không có hứng thú với tên háo sắc đó. Dù có anh hết thuốc chữa rồi. Tôi tặng cho anh 4 chữ thành kính phân ưu. Tôi ra ngoài làm việc đi. Mau Tiểu Tuệ à, Mau Tiểu Tuệ. Nè mày sáng lên nha. Mày sáng lên tạm thời. Bây giờ chưa có ai để ý đến mày. Nhưng mà đàn ông tốt chết hết rồi. Đẹp trai thì thích ăn chơi, kẻ không ăn chơi thì không phải đàn ông. Hơn nữa mày nhất định không phải là Cốc Lết. Đám đàn ông đó mới là ma Cốc Lết. Mày vừa đẹp vừa giỏi, chắc chắn Thượng Đế sẽ thưởng cho mày. Sáng lên, làm mặt đi. Sao kỳ quá vậy? 1 giờ rồi. người không gì? Đóng tiền quản lý mắc như vậy không ai nghe điện thoại hết. Tôi xuống dưới mấy người sẽ biết tay tôi. Trời ơi, ở đây chứa loại người gì vậy? Làm khu này dơ hết trơn à. Mình phải khiếu nại mới được. Trời, ở đây không thể có tàn thuốc lá được. Kỳ quá, thiệt tình à. Ê, tôi có đóng tiền quản lý mà. Bây giờ chơi trò gì đây? Kỳ quá đi. Ở đây là khu nhà cao cấp mà. Bực mình quá à. Mình phải đi hỏi mới được. Cô Mau à, cô có cách giải quyết căn nhà đó thiệt sao? Dù sao anh cũng là sếp của tôi. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn anh chết được. Ít ra cô cũng tốt bụng. Nhưng mà trước tiên á, anh đọc sơ bản hợp đồng này đi. Ủa, cô có nhầm lẫn gì không? Đây là hợp đồng nhân viên mà. Phải, chỉ có điều á, tôi tự động giảm tiền lương 30.000. Còn anh á, thì cung cấp nhà ở tập thể cho tôi. Tức là khu B tầng 10. Tòa nhà Chí Tôn của anh đó nè. Cái này á, gọi là giao cắt tàu hữu láng. Hai bên đôi bên hợp đồng cùng có lợi. Anh á, thì anh đỡ tốn 30.000 tiền lương. Còn tôi thì đỡ tốn thuế. Nè, 30.000 đâu có đủ bù lỗ. Phải, nhưng mà thời buổi bây giờ thua ít coi như là thắng phải không? Hơn nữa anh còn phải về Canada gặp vợ con của anh nữa. Anh nghĩ đi, còn cách nào hay hơn nữa không? Anh nói đi. Sang trọng, đúng là sang trọng. Thiệt tình nói chuyện lớn tiếng chút chắc cũng có tiếng gian ghê thiệt. Đừng có nhắc nữa. Tôi kêu anh tới đây làm việc. Anh ghi lại tất cả đồ dùng vật trang trí giùm tôi. Làm sẵn giấy thuê nhà. Không đâu, thiệt tình rẻ quá. Có 30.000. Khỏi phải coi. Căn phòng này vượng tài quá. Còn căn này là Tấn Bảo. Chà, căn này là sướng nhất. Nếu chọn tôi chọn căn này. Căn này cũng hay lắm. Tốt số đào hoa, không cần coi gì hết. Chỉ cần tính giường đôi sai kiên này. Nhưng mà cô chỉ ở một mình. Nếu cô dùng để nhào lộn thì càng sướng hơn. Anh nói đủ chưa vậy? Ây chà, không biết có mấy thứ bà... Off đi. Tôi kêu anh tới đây làm việc. Mau đi lấy giấy ghi lại tất cả đi. Làm không xong hôm nay anh đừng hòng được ngủ. Nè, tôi đã nghỉ rồi mà. Ai nói vậy? Nè, dán sàn gỗ thông Canada. Giấy dán tường chống thấm màu gạo Italy có đường viền xanh. Đèn trang trí vòng tròn của Đức và plafond giả nữa. Giấy không kịp, cô làm gì nói lẹ dữ. Dán plafond giả nè. Ở dưới nhà bếp này á, thì dưới sàn lót gạch tàu. Với lại tủ đựng chén đặt ruột Tây Ban Nha. Ngoài ra còn có lò ga nấu ăn Italy. Ở đây có 2 lò. Còn đây là tủ lạnh của Nhật 450 lít loại 3 cửa. Đằng trước có thể lấy đá và nước. Chữ lấy sao viết? Im. Nè, còn nhà tắm này quan trọng là anh ghi lại giùm tôi cái Tekochi. Một cái Tekochi tôi biết. Anh có biết hồ tắm massage hay không vậy? Tekochi đó. Biết chứ, nhưng mà cô tắm mình tức là cái bồn tắm vừa cô đơn vừa lẻ loi, có phải không? Chắc là anh rảnh rỗi lắm. Nè, những gì anh ghi lúc nãy tất cả phải đánh bằng tiếng Anh cho tôi. Ngày mai trước 9 giờ sáng phải có trên bàn của tôi. Tiếng Anh là làm sao dịch? Đèn trang trí vòng tròn của Đức là phong giả sao dịch? Ai mà biết. Nhưng mà 5 giờ ngày mai CK phải ra sân bay. Anh sẽ về Canada. Còn tối nay thì anh cầm từ điển liễu hồn đi. Anh hiểu chứ? Cái đồ cô độc. Ủa, tan sở hả? Đi làm. Làm việc hả? Tăng ca. Như vậy cũng công bằng. Âm tường. Sao hả? Âm tường gọi là underworld. Âm tường mà. Tủ âm tường là tủ underworld. Làm sao âm tường được? Tra cái gì chứ chữ cái không biết làm sao tra được. Sao mày kỳ vậy tiểu tường? Tao đã dặn bao nhiêu lần, dù cuộc sống gian khổ thế nào mày cũng phải kiên trì đến cùng, không được ăn dụng đồ của người ta. Mày làm sao dáng cũng phải có sĩ diện chứ phải không? Ok, xin lỗi, tao đã quá nóng nảy. Ok, xin lỗi. Mày yên tâm đi, tao không để người đàn bà đó chia rẽ quan hệ với tao và mày đâu. Tao nhất quyết làm cho xong. Tao sẽ tra từng trang một, âm tường. Ê. Này có cần phải vậy không? Nè, vừa thôi nha. Nè, vừa thôi. Làm gì kỳ, vui vẻ, bộ muốn phá nhà. Nè, mày có cần không vậy? Mày sao vậy hả? Người ta vui vẻ. Ôi trời ơi, thôi đi đại ca à, thôi được. Được. Không làm. Mày cứ tự nhiên đi, không làm nữa. Ôi da, tao đã dặn cái giường này có gờ mà tối ngày quên mua. Xi Liên là la phong. Hiểu rồi, còn la phong giả là cái gì ta? Von Xi Liên à? Nè, chưa tới giờ mày đã làm rồi, tối nào cũng làm ngay giờ này. Trần nhà của tao là thiệt á, mày có nhầm lẫn không? Nè, mấy người này điên thiệt nghe, phá hoài nè. Ê, lần thứ mấy rồi? Làm gì ghê vậy? Tụi bay còn vậy sao? Được, tất cả đừng có làm nữa, tất cả cùng la đi. Ra đây, có phải bây giờ tại chỗ này là nhà tập thể, khỏi phải kiên cử nữa. Buổi tối ồn cách mấy cũng được phải không? Kháng chiến thành công. Kháng chiến đã thành công rồi. Kháng chiến đã thành công. Cả thế giới thức dậy đi, thức dậy. 8 giờ rồi, đi làm. Nè. Ủa, sao không có nước vậy? Nè. Trời. Tắt nước đi. Ê, cố tụi chơi. Nè, bên đó tắt dùng cái đi. Ê, trời ơi. Nè. Ê, trời ơi, chết. Trời ơi. Chết.